quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. Chị Thanh ơi, em thấy là mỗi mùa trong năm đều có những món ăn rất là ngon, đặc trưng cho từng mùa. Bây giờ là thời điểm giao mùa rồi nè. Không biết là chị Thanh có biết món ăn nào ngon phù hợp với thời tiết giao mùa không? Hôm nay Minh Châu làm khó chị rồi đó, đúng không? Nhưng mà không sao. Vào cái thời điểm thời tiết trời giao mùa như thế này, trời lúc mưa lúc nắng, thì chị nghĩ là chị cũng có một món ăn mà vừa lạ mà vừa quen. Ôi, chị Thanh không những giỏi nấu ăn mà còn biết chơi chữ nữa. Cái này là chị Thanh làm khó ngược lại em rồi, em không biết là món gì hết á. À, đây là một món ăn mà nguyên liệu thì rất là phổ biến, nhưng mà nhờ gia vị và cái cách chế biến hơi lạ cho nên vị của món ăn rất là đặc biệt. Mà bây giờ thì chị đố lại Minh Châu đó nha. Minh Châu có bao giờ ăn một món ăn mà vừa chiên vừa xào chưa? Vừa chiên mà lại vừa xào? Đúng rồi. Lạ quá à. Bất ngờ quá, em không nghĩ ra kịp. Thôi chị Thanh bật mí cho em đi. Bật mí nha. Dạ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến quý vị và Minh Châu một món ngon giao mùa trong tích tắc, đó là món gan chiên xào giá hẹ. Nguyên liệu để thực hiện món ăn hôm nay thì các bạn chuẩn bị 150g gan heo, giá hẹ, cà rốt, ngò, tỏi bằm, ớt bằm, dầu hào, dầu ăn, tiêu và bột tẩm khô chiên giòn Agiquick. Trước tiên thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị về phần gan. Em thấy chị Thanh mua được một miếng gan rất là đẹp nha. Nhìn nè, thịt rất là đều mà không hề có vết thâm hay cái gì hết đó. Đúng rồi, đây là một miếng gan ngon. Em cũng tinh mắt lắm đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt gan ra. Các bạn cắt gan dày khoảng 0,5cm. Cà rốt các bạn thái lát mỏng vừa và sau đó các bạn thái sợi. Chắc là mình sẽ cắt cà rốt cho có những cái sợi bằng với lại sợi giá đúng không chị? Đúng rồi em. Phần hẹ là cắt 5cm em ha. Dạ. Hành lá thì các bạn cắt khoảng 2cm thôi. Chị sẽ ướp vào gan một muỗng tỏi và một ít tiêu. Chị Thanh ơi, em thấy chị Thanh ướp tỏi nè, ướp tiêu nè. Vậy còn những đúng cái rồi. Gia vị để làm cho gan đậm đà đâu, xem không thấy. Để cho gan được vàng giòn như chúng ta đã đưa ra là chiên thịt, chúng ta sẽ sử dụng một loại bột. Đây là bột tẩm khô chiên giòn Agiquick và trong bột này đã có đủ gia vị để cho thực phẩm được đậm đà rồi. Với 150g này các bạn dùng khoảng nửa gói bột này thôi. Các bạn rắc vào tô gan và chúng ta sẽ đảo đều lên để cho phần bột này được thấm đều vào gan. Bây giờ chị sẽ trộn lên. Như vậy là phần gan được thấm đều từng lớp bột. Dạ. Đó. Vậy thì khi mình chiên lên mình sẽ không hề phải lo ngại là gan có thể bị dính chảo hay gì đó đúng không chị? Và gan có màu vàng đẹp, đồng thời gan sẽ không bị ra nước. Đồng thời gan không bị ra nước nữa. Đúng rồi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta sẽ sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Agiquick áo bên ngoài gan để giúp cho gan giữ được chất ngọt bên trong, không bị ra nước mà còn vàng giòn khi chúng ta chiên nữa. Như vậy là phần chuẩn bị gan đã xong rồi, chúng ta bắt đầu chiên gan. Để lên đây một chảo dầu, em bật bếp lên giùm chị. Rồi, đợi cho dầu nóng. Bây giờ các bạn hãy thả gan vào chiên. Gan mà mình cũng chiên ngập dầu vậy hả chị Thanh? Vậy gan mới giòn chứ em. Khi chúng ta chiên gan, các bạn nhớ canh gan chỉ vừa chín tới thôi để gan còn giữ được độ ngọt. Bởi vì miếng gan của mình đã cắt rất là mỏng rồi nè. Đã vậy là có bột tẩm khô chiên giòn Agiquick nữa, cho nên mình phải chiên thật là nhanh. Chỉ cần thấy gan hơi ngả màu vàng là được chị Thanh rồi, ha. Chị thấy là gan đã ngả vàng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ như vậy là chúng ta vớt gan ra. Bây giờ chị đặt lên đây một cái chảo. Khi chảo nóng các bạn cho dầu vào. Bây giờ dầu nóng rồi chúng ta cho tỏi vào ha. Và ớt. Ồ, cho ớt vào luôn lúc này hả chị? Rồi tiếp đến là cho phần cà rốt vào. Bây giờ chúng ta xào cho cà rốt chín sơ một chút. Rồi các bạn cho tiếp những phần còn lại vào. Bây giờ chúng ta cho phần giá và hẹ vào. Cả hành lá nữa đúng không chị? Đúng vậy. Sau khi cho các loại thực phẩm vào hết rồi, các bạn nêm vào đây dầu hào. Ra là gan á thì sẽ do bột tẩm khô chiên giòn Agiquick phụ trách cái phần đậm đà. Đúng còn vậy. Còn giá hẹ những phần còn lại là sẽ do dầu hào phụ trách đúng không chị? Rồi, bây giờ là các bạn cho tiếp phần gan vào. Minh Châu thấy nhanh chưa? Dạ rất là nhanh. Em thấy là gan chín rồi, mình chỉ cần đảo cho đều các nguyên liệu là xong rồi. Đó, chỉ cần đảo lên nữa là xong rồi. Các bạn lưu ý khi xào rau, các bạn nhớ xào với lửa lớn để rau còn giữ được độ giòn. Em đã nhớ rồi. Quý vị khán giả đừng quên nha, chúng ta sẽ xào rau thật nhanh trên lửa lớn để rau vẫn giữ được độ giòn.
Bây giờ thì chị sẽ xúc phần giá xào ra. Như vậy là phần xào của chúng ta chỉ trong tích tắc thôi đã xong rồi. Màu sắc thật là đẹp ha. Dạ. Bây giờ thì chị rắc lên đây một ít tiêu ha Châu. Dạ. Và trang trí với một ít ngò cho đẹp. Chị sẽ mời Châu thử xem có đáp ứng được những yêu cầu mà Châu ra hôm nay cho chị không. Dạ. Rồi xin mời Châu. Em cảm ơn chị Thanh. Giám khảo này hơi lâu quá nha. Em rất muốn là một giám khảo khó tính. Ồ vậy hả? Em rất muốn là nhận xét món này là phải góc này góc kia luôn các kiểu. Nhưng mà em làm không được chị Thanh ơi. Em chỉ có một từ duy nhất thôi. Đó là món này rất là hấp dẫn. Món ngon. Giao mùa. Quý vị có thấy không ạ, từ một món rất là quen thuộc là gan xào giá hẹ thông thường thì thêm một chút những cái kinh nghiệm nhỏ từ các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúng ta đã có một món ăn mới nhưng mà vẫn rất là quen thuộc và đảm bảo vẫn phù hợp với khẩu vị của những người thân yêu trong gia đình của quý vị. Tại sao quý vị lại không thử thực hiện và cho chúng tôi biết ý kiến của mình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam 083 823 7557. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.